Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tocho Hua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của các chiến binh Sparta để đi chinh phục thế giới. Nhiệm vụ của mình bây giờ có vẻ như nó cũng khá là an nhàn rồi, khi bây giờ mình phải kiểm soát 78 vùng nữa. 90 vùng trong tổng số 78 vùng, có nghĩa là còn 12 vùng. Và mình chỉ cần kiểm soát lốt cái vùng này này. Persian này. Đây. Gồm có 3 tỉnh của mấy thằng này này. Đấy, mình kiểm soát lốt được cái vùng này là mình hoàn thành chiến dịch rồi. Thì đang xem tình hình như nào đã. Ở tập trước thì cũng khá khá đấy, mình cũng đã đưa quân đi đánh nhau loạn xị hết cả lượt lên đây nhưng mà chưa có hiệu quả lắm. Giờ đang muốn cái vùng này nó nổi loạn mà nó lại không loạn nữa đấy. Mình đâm lên cho nó. Thế nó mới gầy. Ý phải cho ra cướp bóc nó mới nổi loạn được mất. Rồi. Ở tập trước thì mình đã giải quyết rất nhanh cái khu vực tiểu Á này. Đây, bây giờ tất cả mấy thằng chỗ này là thành chư hầu của mình hoặc là mình chiếm được hết rồi. Bây giờ thì kế hoạch của mình là tiến quân sang đây nữa và mình sẽ giải quyết nốt cái khu vực này. Làm sao cái khu vực biển đen này nó phải là một cái vùng biển an toàn của mình. Đấy. Mình muốn kiểm soát hoàn toàn. Cái lượt này chắc cũng không có việc gì làm nữa, nên là chắc là qua lượt rồi. Phải phái trung thành hơi thấp nhỉ. Qua lượt. Hiện tại mình đang duy trì khá nhiều các cái hạm đội. Vài quân đoàn. Và với cái lực lượng như thế này thì không phải sợ lắm. Đủ có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của đối phương. Bỏ những quốc không xâm phạm lẫn nhau à? Ngon thì vào đánh đi. Mày dám đánh thôi, cho mày làm loạn, cho mày loạn luôn. Thêm một thằng nữa. Bọn ấy thằng dợ này thích đánh nhau lắm rồi đấy. Được. Có thể kinh tế của mình sẽ chuyển từ kinh tế thương mại sang kinh tế một vụ ám sát bảo vệ anh ta vụ ám mấy anh dợ đây đóng quân vào đây đề phòng bất chắc. Nâng cấp cái này có nhà cửa rồi. Phát triển nốt cái nhánh nông nghiệp này nữa. Bây giờ nhà cửa mình lên rồi này. Nâng hết cái lên này. Mới có đủ tiền mà nâng không? Chắc là đủ rồi. Còn hơn 100k. Đấy là lương thực của mình chắc ổn. Không sợ. Ui giời. Cũng hết nhiều tiền phết nhỉ. Nhưng mà sau khi nâng cấp xong thì tiền nó lại tăng lên rất là nhanh. Dù sao thì bây giờ mình có dùng gì đến tiền đâu. Hết rồi. Cướp bóc như thế này mà nó vẫn chưa chịu nổi loạn. Lại thêm quân đoàn này ra đây để cướp. Rồi. Hai lượt nữa sẽ có nổi loạn. Phiêu lưu quân sự một tí nhỉ. Quánh thảy vào cái thang, thẳng vào cái thành này xem nào. Nhưng mà nó đông quân này đánh kiểu gì? That's all. Your orders.
Đạo đội này chưa tới, lượt sau mới tới. Ây à, dạ. Lại làm một trận phiêu lưu phát nhỉ. Quánh 3-4 quân đoàn ăn 1 sao nào. Thế đang phê. Ý. Ôi dồi ôi, 1 ăn 4 này. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Có cả hạm đội cả. Căng rồi. Ôi nó lấy nhiều lính ném lao quá. Xả kỵ cũng nhiều. Trận này không khéo có khi SML ấy. Cộng 11,5%. Nhưng mà đánh thế này nó mới phê. Chứ còn mình có mấy quân đoàn đứng đây. Tuy nhiên mình vây. Cách đơn giản nhất các bạn đánh, bạn vây cái thành ấy. Còn bạn cho một quân đoàn còn lại tấn công cái quân đoàn kia còn lại của nó. Là bạn có thể easy tiêu diệt từ thằng một. Rất là đơn giản. Nhưng mà mình nói rồi, mình đâu có thích đơn giản. Trận này chắc phải rút vào góc thủ thôi. Thật mà. Trận này chắc rút vào góc để thủ. Xem tình hình quân địch nó tính đâu. Đây. Góc chữ A quá đẹp luôn. Với việc đứng đội hình như thế này thì mình sẽ không phải lo phòng thủ phía sau ấy. Đỡ đi được một việc mà nó cũng giảm luôn cả cái góc phải bảo vệ nữa. Đấy các bạn thấy không? Đây này. Hai cánh này. Cái lực lượng quân để bảo vệ nó mỏng. Chúng ta có thể bổ sung thêm cho hai đội speed lên đây. Rồi. Voi. Ngựa. Trận này không đơn giản đâu. Trận này là trận liên hợp giữa hải quân và lục quân của đối phương đấy. Tạo đồ bộ của nó này. Trời đất. Cái đội quân này cũng là đội quân Liên Hợp Quốc, nhưng mà nó có cả lính của Hellenic và lính của Fasian. Tiếp viện ở đằng sau này nữa này. Đây rồi. Pháo từ từ bắn bộ. Đợi gần gần để bắn. Trận này sẽ phải tốn khá nhiều quân. Đây lần này còn 4 đội chứ không phải 3 đội như lần trước. Tăng tốc lên nhỉ. Cho chúng nó chạy nhanh xíu. Mình tầm bắn còn xa khơi mới tới nữa. Mình lùi xa quá. Mà không lùi thế thì chết. Không lùi thế thì toi. Không lùi sâu thì không có quân phòng thủ. Cho mấy Sparta này lên cao một chút xíu nhỉ.
Không ăn thua. Mà ấy đúng rồi. Đẹp trai như Neo Đai Đát luôn. Úi dồi, cơ bắp 6 múi đẹp thế. Chất thế. Riêng bộ binh của nó, bộ binh cận chiến thì chúng ta không cần phải tấn công. Đội hình phá lăng của chúng ta đập đủ chết. Bật lên để xem tầm bắn tới như thế. Ồ, bọn này đi bộ đủ mệt. Ngắn nhất cái bọn, ôi đây này, Horse Archer. Để giết ngay mấy cái con này đi, không là nguy hiểm. Mà trận này nó nhiều kỵ binh lắm, chắc ngựa của mình phải rú rú ở nhà. Ra ngoài đánh nhau, méo toi. Chưa tới. Ui ồ, 4 quân đoàn cơ mà. Có phải ít đâu. Với cả mình lùi như này là chúng nó tiếp viện cũng sẽ mất thời gian hơn, thì mình sẽ giãn cách được các cái lượt tấn công của chúng nó. Như vậy cũng sẽ đỡ hơn một chút xíu. Bắt đầu rồi. Tí nữa cho mấy thằng cung bắn mấy con ngựa đầu tiên. Mấy streamer này. Cháy là chết khét lẹt luôn. Úi dồi. Đạn nó lăn đến đâu chết đấy. Noob Noble Blood Cavalry. Từ này biết dịch là gì bây giờ nhỉ? Tầm bắn có 155 thì à? À, đây không phải quân đoàn full. Quân đoàn thiên về quân thủ. Đây là quân đoàn thiên về bộ binh cận chiến. Tầm bắn của này ngắn quá. Do là đây không phải. Ơ kìa, đội cung. Không sợ lắm, phải đứng cung của nó. Nó bắn được mình rồi. Tầm bắn ngắn là một cái nguy hiểm không thể tưởng tượng được.
xạ kỵ cái đó này. Giết mấy thằng xạ kỵ đây. Our general is under attack. Zed, they're ready. Ready your weapons. Husky Mister, bình tĩnh nha. Vợ mình xem cần thiết thì mình cho ra. Bởi vì kỵ binh của mình gần như không ăn được kỵ binh của chúng nó. Zeppelin cho anh. Không sợ đâu, voi ăn được mà. Voi chống được. One of our units has used all its ammunition. Xe bắn đá hết tên rồi cả. Ồ. Xe bắn đá hết đạn rồi. Rồi, giải quyết cái bọn này trước đã. Cận chiến của nó thì ăn làm sao được kỵ voi của mình, không sợ. Tốt rồi. Tiếp bọn này. Còn tiếp một đợt tiếp theo nó chuẩn bị tiến tới à. Cận chiến của nó thì cứ ok đi. Chất vào mắt. Rồi ok. Dừng bắn em ơi. Dàn hình lên cho anh. Mấy con ngựa đó. Sao? Sao đây làm loạn tiếp đây? Đội ngựa của anh chưa xuất chiến đâu nhá. Mình còn phải chờ tí nữa. Bọn tầm xa mình còn phải giữ chữ tên để còn đối đầu với các trận chiến tiếp nữa. Đánh thế nó mới vui. Phân khích. Citizen Cavalry à. Họng gió thứ hai giảm mệt mỏi cho binh sĩ. Bản thân voi nó cũng trang bị tên mà. Gì? Mấy con ngựa đấy. Chết. Úi dồi, nó quật cho. Citizen Cavalry á? Không ăn được đâu. Không dám sốc vào. Rồi. Ăn được cánh thế này à? Đây là mình còn chưa thêm bật cái đội hình lên. Mấy bọn này thì không cần bật đội hình. Lên sẽ bị động. Nó đến toàn bằng cận chiến thôi, kệ nó. Không rủ luôn. Hay là cái binh của nó xông vào. Còn quân đâu nữa nhỉ? Chắc chắn còn mà, 4 quân đoàn cơ mà. Còn đông đấy. Chỗ này thì cận chiến không sợ. Đùa với Sparta này. Đùa với Sparta này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Royal Sparta đã tấn công. Ít sợt quá. Ui dồi ôi,
Ui, thằng này là what if à? Phát nào chết phát đấy luôn à? Sợ thật. Úi giả. Ui. Hổ báo. Ôi thanh niên này. Ui. Ôi, sọc phát là chết phát đấy cả, sợ nhở. Ôi, quay lại đi. Đi đâu đây? Xuyên. May. Nó để ý xem là sau nó có cung thủ đến không? Đấy rồi. Okay. Xem. Mày đùa Spartan. The enemy general is dead. Thêm một thằng tướng nữa dẻo. Thế nên này sao nào gấu thêm một mình xông ra đây cả. Ai giả ô. Đây là lính Spy. Không phải là lính giáo. Ai giả. Máu me bé bé tuổi nhưng mà anh vẫn đánh rất chất. Một mình anh đứng đây cất tim. Chuẩn bị. Tới chưa? Bắn. Xử lý ngay mấy thằng xạ kỵ đó. Rồi. Bây giờ xử lý ngay mấy thằng xạ kỵ. Xong. Kìa. Spartans! Lên phi lùm à? Nó lên phi lùm mình à? Mày thích chết này. Còn quân ở đâu? Đó tầm xa thì của nó là lấy gì ấy? Nó xa xa ấy. Là Liên Hợp Quốc các kiểu. Tuyệt quá. Hoảng loạn chạy hết rồi kìa. Cú đạp của con voi này. Mất tinh thần à? Chạy hết rồi. Hoảng loạn nó bỏ chạy hết rồi. Tướng này, đây là đạo tướng của nó đấy. Ôi, the enemy general is dead. Tướng nó chết luôn.
đâu à? Còn quân đến đâu nữa? Còn quân ở đâu nữa? Ôi, bọn này tan tác luôn. One of our units has used all its ammunition. Ôi voi bắn hết tên rồi kìa. À, con voi chỉ huy là con này. Xuống đây. Ai là thằng này lì thế, đánh lì thế. Được đấy, bọn này nó đánh lì thật. Rồi. 700 thằng, con voi của mình giết được 700 thằng. Lão voi của mình. Nào. À, chúng nó đến toàn lính tầm xa rồi. Cứ để nó đến gần đó, kỵ binh của mình sắp có việc để làm rồi. Italian noble. Sparta! Spearman at the ready. At the double. Ấy, có một em voi này mải chơi thế. Đám biển sau là cận chiến này. Tiếp đến lại là vài đơn vị tầm xa, nó đánh kiểu rất là ảo. Đấy, cứ cho voi lùi lùi sâu tí đã. Bởi vì là tinh thủ chúng ta vẫn còn tên. Đấy chính là cung thủ chúng ta vẫn còn tên, nên không vội. Ủa, nó tại sao nhỉ? Nó còn quân nữa đâu? Xông hết lên cho anh. Bắn. Ồ, đằng sau vẫn còn nhiều lắm. À. Úi ôi. Cũng được. Lúa luôn. Mày dám đứng lại bắn nhau với anh à? Archers! Mấy thằng không biết sợ chết này. Mấy thằng không biết sợ chết này. Đúng rồi. Tiến lại, mạnh lên đây. Rồi, Italia. Noble Italia. Bình của mình tranh thủ lúc chúng ta đang hoảng loạn chạy lua luôn. Bắn vào mắt này, chạy vào mắt. Ủa. Chạy hoảng loạn luôn này. Thôi kỵ binh không phải giết bọn đấy. Bọn này. Ôi. Rồi, tiến tiếp lên đi. Tiến lên. Nó chạy hết à? Ui dồi, nó tông thằng này chết lăn quay rồi. Thế cả,
Trời ơi. Heroic Victory. Ai dồi ôi, 2003 đối với 7007. Quân nó đông gấp 3 lần quân mình. Nhưng mà nó nhắm ngựa thôi, thực ra nó gần 4 lần mình. Vãi thật, có một đội cầm giáo của mình giết được đến hơn 1000 thằng. Voi của mình nó giết ít quân bởi vì nó toàn giết ngựa nên nó thành ra tính ra được ít, chứ còn đúng ra nó cũng nhiều mà. Quấy quánh trận nó phải thế. Phân khích, đánh thế nó phân khích. Có voi đi bộ này. Trận này nó có một cái lợi thế là chúng ta thủ góc chữ A thôi, nên là chúng ta có rất nhiều lực lượng để có thể bảo vệ lẫn nhau. Góc chữ A. Ôi dồi ôi, đi nguyên cả một team. Your next command. We cannot do that. Cấp 10 à? Cái này nó sẽ tăng số lượng tên cho công thủ này. Đấy. Tốt rồi. Ammunition, đúng rồi. Số lượng tên cho công thủ. Rồi, trận này thì easy quá. Cho lốt thằng này vào để cho nó kiếm tí kinh nghiệm. Cái này thì khác gì là đàn áp nhau. Rồi. Bắt thêm một thằng để làm đệ. Ready for orders. Ok. We hunger for battle at your command. Your orders. Biết sức mạnh ở Sparta chưa? I am here to listen if you speak honestly. Truth will be your sharpest weapon. Cho mày 5000 bồi thường chiến tranh nhá. Tôi chịu à? I can be welcome. If I can give you a fair answer, you will have it. Tôi chịu à? I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty quips. Thằng khỉ này. Be welcome here and speak as you wish without fear of consequence or danger. Cho mày 10000, cho mày xem còn giờ quẩy. Now we can drink and give thanks to Dionysus. Enter friend and speak. We surely have much to. Now we can drink and give. Mọi việc khá là tốt đẹp. Nếu mình không nhầm thì nó đang chiến tranh với cái thằng gì trên này này. Thằng này. Đây à? Thôi kệ đó, mình cứ kiểm soát cái vùng biển này. Vùng biển của mình đã an toàn rồi. Điểm trung thành. Thắng trận. Vùng này 1, 2, 3, 4, 5. Ủa, mình đã cho cái thằng chính trị gia vào quân đoàn chưa nhỉ? À rồi mà. Sao mà trung thành quá, nó chả thấy tăng lên gì cả. Đây là hai cái vùng bên kia. Có hết rồi mà nhỉ.
hai vùng bên kia đều có hỗ trợ rồi, sao nó vẫn không trung thành lên được nhỉ? Mấy lượt nữa là có quân lên rồi. Vùng này cũng vậy. Quân đoàn này đóng phương Bắc rồi. Quân đoàn phương Bắc của mình rồi. Quân đoàn này thì có nhiệm vụ tiến xuống Alexandria. Thêm một quân đoàn phòng thủ đấy cho chắc. Mình nhớ là mình còn một quân đoàn đang mới thành lập đâu nhỉ? Đây rồi. Có đủ lực lượng để có thể nói là phòng thủ luôn. Không tuyển được tướng của phe khác nữa rồi. Đang tính tiếp theo mình sẽ làm gì. Mà cái lượt này thì chả có việc gì. You no longer have goods fit to sell in our market. Thằng khỉ đấy dám bỏ giao thương mình à? Kinh tế của mình bây giờ cũng đang chuyển dần sang kinh tế công nông nghiệp, thương mại bây giờ cũng giảm dần rồi. Cái gì đấy? Đánh nhau gì ở đây đấy? Chư hầu của thằng này. Roma. Từ sao nào? Có khá nhiều chuyện đang xảy ra. I am here to listen if you speak honestly. Truth will be your sharpest weapon. I can settle on these terms in the thằng khỉ gió này. Greetings, friend. Let us use our time together in wisdom and seek accord. We can ask no more. Your proposal. Greetings, friend. Greetings. Bây will giờ, you have wine, mỗi lượt mình này fine olives, or agreeable talk? Bơm cho chúng nó ít tiền để duy trì cái điểm trung thành của chúng nó. My people will find much joy in this. I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is by the wit and wisdom of Athena herself. We Greeks are, for the sake of friendship that has been and friendship to come, greetings. The gods of Olympus rejoice when men enter, friend, and speak. Chiến tranh với thằng thằng này à? Mình kiểm soát được bao nhiêu vùng rồi? 80. 10 vùng nữa. Chưa phải lúc. At once.
Ready for orders. Make haste, men. Ready for orders. Set up the patrol. Đây còn một quận hạm đội nữa này. We hunger for battle. I want hourly patrols. Quân đoàn này lên đây mua quân, sau đó thì rút thằng này lên đây đã. Có thể mình sẽ đóng cái quân đoàn ở đây và cần thiết mình sẽ có cuộc chiến ở đấy. Và cái quan trọng nhất là bây giờ mình phải có ngựa. Quá ngọt. Học tướng này tên là gì? Akoratut. Là tướng của phe này. Như vậy thì mình sẽ thành lập thêm quân đoàn đây. Phe của mình này. Thêm một quân đoàn nữa. Ready for battle. We hunger for battle. Xuống dưới kia mua mấy con ngựa. Mua mấy thằng cung thủ đây nữa. Tốt rồi, chúng ta sẽ thêm một quân đoàn nữa. Mua mấy trận. Chỗ này mình có một cái hạm đội mà nhỉ. Mua một ít thuyền đã. Kinh tế của mình quan trọng là có đủ sức chịu đựng không. Không bị đánh ấy, quá đà chết tòi. Để quan trọng nhất là nền kinh tế của mình có đủ sức để chịu đựng không. Sau có nổi loạn đây rồi. Bắt thêm một thằng chia hầu nữa. Mục tiêu tiếp theo của mình có lẽ sẽ là đánh vào vùng Armenia này. Chiếm trọn cái vùng Armenia này. Sau đó rồi mới tính tiếp. Có thể mình buộc phải đánh cái vùng này. Gì thì cứ phải từ từ đã, chưa phải lúc để mình gây chiến sự bây giờ. À. What the hell, ông đệ của mình. À đúng rồi. Có nhà ngựa này là tốt này. Có nhà ngựa này là tốt rồi. Nhà ngựa này thì nó có thể tuyển được kỵ binh này. Chính xác hơn là voi này. Mình còn có 38.000 rồi. Từ từ nhá, kinh tế của mình không còn dư giả nhiều đâu. Hiện tại mình đang đóng đến 32 hạm đội ở khu vực Biển Đen này. Một khu vực ở phía đông Địa Trung Hải. Hai hạm đội, một hạm đội ở Italia, một hạm đội ở khu vực Alexandria, một hạm đội ở khu vực Châu Phi. Đây rồi. Đã có bạo loạn rồi xảy ra rồi. Đứng vào đây cho anh. Rome và
I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting, so that all may profit. Nó không chịu. Căng nhỉ. Greetings, my friend. You have my ear for your speech, and if it... I accept. We have an agreement, and I'm sure... Be welcome here, and speak as you wish, without... Cần khá nhiều thời gian để mới có thể giải quyết được mấy cái vấn này, vấn đề này. Cần khá nhiều thời gian. Ái chà, Rome có thành to rồi nào, là mệt bọn này rồi đấy. Có ngựa. Bảy lượt nữa. Đây rồi. Nhưng mà gần đấy quân thì nó chưa thể làm loạn được. Thử đã. Đứng đây đây, khi cần hỗ trợ cái hạm đội này tái chiếm lãnh thổ. Sang đây kích động bạo loạn đây. Một cuộc tấn công vào đất của thằng Armenia bây giờ. Đang hòa bình được mình cứ từ từ. Chiến thủ nó có tiền để nâng cấp nhà cửa. Lâng cái này lên thì lại có thêm tiền. Sắp hết tiền. Sắp hết tiền. 332 lương thực. Khá nhiều. Your potions and charms had. Một thằng đã bỏ chơi với mình rồi. Một thằng đã bỏ hiệp ước. Cái đế chế của chúng ta vừa lên được một cấp phát là bắt đầu cái điểm ngoại giao bị trừ rất mạnh. Khi các bạn phát triển lãnh thổ càng mạnh thì điểm ngoại giao càng bị trừ nhiều. Thực sự thì mình cũng chẳng có cách nào để làm gì để thay đổi được điều đó cả. Bởi vì là nó là mặc định rồi. Khi chúng ta càng lên thành cường quốc hùng mạnh thì cái điểm ngoại giao chúng ta càng ngày càng tụt đi. Greetings, friend. Greetings. Will you have wine, fine olives, or a... Mình bị mất giao thương với mấy thằng này là mình bị mất khá tiền đấy. Will you have wine? Fine olives or agreeable talk. Đây này.
mất 500 đồng. Này, mất 500. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. My ears. Thằng này mất 900. Be welcome. If I can give you a fair answer, you will have it. I accept. We have an agreement, and I... The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? With these words... Có thằng này là thân nhất. Từ đầu, trung thành từ đầu. Lãnh thổ bọn này có vẻ bất ổn ra nhỉ. Thủ nó có vẻ à, hai thằng này đánh nhau rồi. Mình vẫn hợp tác làm ăn. Úi xời. Phải kệ cho nó, chơi được cứ chơi đã, nếu không thì mình sẽ tốn tiền lắm. Ai ai, tốn tiền chưa? Còn là 8.000 à, một lượt. Được con ngựa nào cứ phải chơi đã. Thêm một quân đoàn nữa. Quân đoàn này mình sẽ điều động ra đây. Quân đoàn này từ từ đã đi tuyển mấy thằng cung thủ đấy chứ nhỉ? Đúng rồi, hôm nay phải có cung thủ đấy. Quân đoàn này thì... cướp bóc cho cái vùng này nó nổi loạn lên. Ready for further orders. Raiding. Trừ 2 thì đến bao giờ? Tất cả các quân đoàn tập trung ở đây đã. Ready for orders. At once. Dứt điểm từng vùng một. Nó đánh ra Armenia sao? Tám thì chắc nó cũng chưa đánh được. Đây tận 14 đơn vị quân phòng thủ mà. Rome à? Thêm thằng Rome nó bỏ giao thương mình. Ai da. Các thanh niên này có vẻ bắt đầu... Có vẻ mình sắp phải chọn phe rồi. The friendships bỏ of hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Đế chế lên cấp đó cũng là một cái vấn đề đấy các bạn. Khi đế chế các bạn lên cấp có nghĩa là cái mức quyền lực của các bạn càng ngày càng mạnh lên, thì trên thế giới của càng mạnh thì càng bị nhiều các nước khác nó ghét. Chả có cách nào khác cả. Rome. Mười hai. We hunger for battle. Advance. At your command. At once. Các quân đoàn này chất thật. Destination reached. I want hourly patrols. Ready for orders. Finding shelter. Commander, make haste, men. Waiting for more orders. Ủa, nó không nữ, nó vẫn tăng tiền với nào. Ba thằng cướp mới làm xong nào. Thằng này chiến tranh với thằng như thằng này nó chiến tranh với thằng Armenia ở trên này thì phải. Không chiến tranh với ai nữa rồi. 12.000 tiền của mình đang lên khá do mình nâng cấp nhà cửa.
Chưa xong công nghệ. Lên công nghệ nữa mình còn tiến kiếm được nhiều nữa. Rồi ok, 12.000 một lượt. Đây rồi. Bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. À, chắc là muốn đánh nhau mình lắm rồi. Cuối cùng Rome cũng đã quyết định trở mặt. Cái trò Rome nó mạnh xíu. Revan bản quét 12.700. Trời ơi, hết tiền. Tha hồ nâng cấp. Quan trọng là có tiền hay không ấy chứ. Tiền mà nâng cấp ấy chứ. Set up the watch at your command. 600 đồng một thằng. Mới có 3 thằng à? Vẫn có thể tuyển thêm được một thằng nữa mà. Mà mới không còn nhiều quân đoàn để mà tuyển thôi. Rồi, mấy thanh niên này đâu rồi? What you don't steal, burn. At your command. March. Your next command. Bắt đầu trừ rồi, tốt. Cho nó nổi loạn lên phát đã. Cho thằng này cướp. Cho nó chiếm lại. Thanh niên này nào? 16 à? Chính phủ hòa bình cho cái phát triển nhà cửa. Sắp tới là sẽ đánh Armenia. Các bạn thấy không? Mình chơi quánh đến đâu là thích đánh đến đâu là đánh đến đấy. Ơ sao phải dẹp loạn làm gì? Anh đang cần nó nổi loạn mà. Ôi trời ơi. Chán đời. Once we were proud to be... Chán đời quá. Mình có bảo nó dẹp loạn đâu. Khổ thế. Cứ để nó loạn lên. Khổ quá. Mình đang muốn nó làm loạn, mày lại đi dẹp nó luôn rồi. The bond between our peoples is... Chà, thêm một thằng nữa bỏ chơi với mình. From this day, thêm một thằng nữa bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Bọn này là muốn đánh nhau mình lắm rồi. Cộng 10 trung thành. Mà giảm ảnh hưởng của phe mình xuống à? Khỉ thật. Đúng là được cái lọ mất cái chai. Lại phải xuống đây cướp bóc thì nó mới nổi loạn được tiếp. Nó cũng không nổi loạn cho mới đâu. Phải chơi thành cá mới ra nó mới nổi loạn được. Lúc đấy thì toàn cái trừ public order. Cái thế này thì nó cũng không trừ. Rồi, trừ 8 public order nữa này. Cái này nó tăng public order nhiều quá. Giảm hết xuống. Thôi, tăng mắc vào lương thực này. On the move. Ready for orders. Take everything. 3 thằng. Mới có trừ 10. Chết nhỉ, bây giờ chị An của mình cao thế. Cướp bóc rồi mà vẫn còn không.
nút bóc rồi mà vẫn không nổi loạn được. Xuống, hạ nó xuống. Cho nó nhanh nổi loạn. Chỉ là anh muốn kiếm mấy con voi thôi mà, làm gì mà mãi cũng được. Bây giờ mà mình chiếm nốt cái vùng dọc ven biển kia thì mình sẽ có một cái hạm đội đóng ở trên đấy à? Có cần không nhỉ? Nó lại tấm tiền gửi thư đen, tấm tiền này. Cung thủ Clayton 18.000, ôi tiền lên nhanh thế. Tiền lên nhanh phết. Không có gì thay đổi về phạm vi ảnh hưởng của các phe phái. Ôi trời ơi, ba con đoàn cướp bóc mà vẫn không ăn thua. Apollo này, thêm một quân đoàn nữa của thằng Chi Hầu này, thằng đệ này. Hết tiền lượt sau mình thành lập thêm được một hạm đội nữa. It is an honor to serve. Full rồi. Thành lập thêm hạm đội nữa thì mình sẽ đóng ở đây à? Đóng ở đây đi. Vùng này có nhà lính. Mình không còn nhiều tiền để có thể dùng tiền để giải quyết chính trị. I give you welcome. Thế giới được nữa rồi. I will be a patient audience. Greetings, friend. Greeting. Đế chế lên cấp cao quá cũng là một cái vấn đề. What the hell? Sao mày... Ôi sao nó không để cái nhà ngựa kia nhỉ? Nhà ngựa kia thì có phải là lên được ngựa không? Kinh tế của mình khởi sắc mức độ. Thằng Ai Cập. Đây, tăng mạnh vào cung thủ. Giảm upkeep, tăng morale. Mạnh lắm. Úi giời, ngọt. Uyển ngựa ngay. Lương thực của mình đã tụt khủng khiếp luôn.
Sao nó không loạn được nhỉ? Sao vùng này nó không loạn lên được nhỉ? Thế ba thằng cướp bóc mà không loạn. Kỳ cục nhà chết thật. Chị A lại tốt quá mức cần thiết này, khổ mình không chứ. À, hai thằng cướp bóc vẫn không loạn. Cho lốt thằng này nữa sang đây cướp cái vùng này cho nó loạn vùng bên này đã. Ôi giời. Muốn nó loạn mà cũng không được, khó đau. Mình nâng cấp cái nhánh chị An cao quá nên là giờ chúng muốn loạn không loạn. Our wise women had looked. Thêm một thằng nữa bỏ chơi mình rồi. Kinh tế của mình đã bị suy giảm một chút xíu. Rồi đây rồi. Cộng cái này để nó tăng 5 điểm ngoại giao với các function đây này. Vệ vô cho nó bỏ tí nữa lại tăng. Ôi, không tăng được là mấy nhỉ? Mỗi vùng Francis. Ôi mấy thằng đệ mình nó chiếm nhanh thế. Không nổi loạn được. Khổ thế. Lương mạnh và lương thực để nó loạn mà nó không loạn. Lúc bọc các kiểu mà không loạn. Chịu chết với bọn này. Lâu lâu không đánh trận này trung thành chúng nó cũng giảm chứ nhỉ. Không sao, vẫn ở mức quản kiểm soát được. Ủa mà mình cho các hạm đội của mình đánh nhau với thằng Rome chứ nhỉ? Cho nó có việc để làm tí xíu. Không lo, kinh tế của mình đang tăng trưởng rất là khủng. Thassia, Ai Cập, Italia và Africa là những vùng đất giàu có nhất à? Mãi chưa loạn. Vùng này thì còn không thể loạn nổi mất. Cướp rồi mà vẫn tăng 20. I am honored to receive you. Thằng này sao mặt này đỏ le đỏ lẹt với mấy thằng xung quanh này. Greetings, most excellent friend. I welcome you, worthy speaker. I listen because your people are known to have honor.
Thằng này sắp đánh nhau với thằng này nữa. Ui giời, mấy cái thằng Đức. I am honored to receive you. Mấy cái thằng dợ. I am honored to greet such a... I am here to listen if you speak. May Hermes bless us both with... Ơ, vùng Armenia, thằng nào vừa chiếm được một tỉnh đấy. Thằng khỉ này à? Ô, khỏi mắt rồi. Thằng này... Ái chà... Bây giờ mình sẽ tổng phạt công quánh ở đây à? Đề nghị một tham chiến nhờ. Bộ này sắp mất lốt rồi. Như vậy thì mình sẽ không phải gây chiến với thằng Armenia rồi. Economic mắc nhánh economic ở 76, 74 rồi, cố lên. Xong cái này rồi, nhánh này, nhánh xây dựng nữa. Hết tiền cơ à? 6.000 mới nâng cấp được. Tình hình thế giới nó cứ thay đổi liên tục nhỉ. Greetings, honored guest. Tình hình thế giới nó thay đổi. Được rồi, tốt rồi, mình sẽ chờ cho cái thằng đây, nó sẽ chiếm nốt cái tỉnh này. Vừa kịp đủ chỗ này nó làm loạn. Chuẩn bị di chuyển quân đoàn đó. May mà mình tính không nhầm khi mình quyết định đưa thêm một quân đoàn nữa sang bên này. Thanh niên này có tuyển con ngựa nào đó. Hay quá. Dự trữ ngựa cho anh. Sẵn sàng có chiến tranh ở đây đấy. Quân đoàn là chuẩn bị rồi. Quân đoàn là chỉ chuẩn bị tấn công vào đây. Sắp có cuộc chiến ở phía bắc rồi. My people no longer want you. Hai thằng nó quánh nhau nó lại bỏ chơi với mình. Thế giới thật là đảo điên. Ừ, lượt sau nó có phản loạn đúng không? Hmm.
Ui dồi. Xuống đây trước đi đã. Nếu mà thêm một quân đoàn này nữa thì tầm bắn 172 chưa mạnh lắm. It is a great and glorious thing to serve your people. Hết tiền cả. Hết tiền. Thế quân đoàn đóng tiền. Đâu? Chả thấy phản loạn đâu cả. Khỉ, mấy thằng này đi ra chỗ khác để nó loạn nữa cái. Thấy đâu? Mấy thằng này nó dẹp hết à? Lo bảo vệ nhà đây này. Ok. Phải có kinh tế đấy. Kinh tế của mình bây giờ đang bị khủng hoảng do là các phe khác nó bỏ giao thương mình nhiều quá. Đánh nhau với cái bọn cưỡi ngựa bắn cung màu vàng vàng kia thì chúng ta chỉ có cách là đánh thẳng vào thành của nó thôi, không nên đánh ngoài đồng bằng. Đánh ngoài đồng bằng là chúng ta thua luôn. Nền kinh tế từ nông nghiệp. Thằng này nó chiếm à? Cũng được nhỉ? Để thằng đệ mình nó chiếm cũng được. Thì sao thì mình cũng không muốn tiến sâu quân thăm bên đấy. Chia.
Seleucids. Muốn tuyển mấy con voi thôi mà khó quá. Đây à? Is blocked. Commander? Ready for battle. Ready for orders. Commander? March. Quả là mình sẽ mất khá tiền, nhưng mà bù lại mình sẽ được một cái điểm ngoại giao. The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? Nó không chịu nhé. Thằng khỉ này nó đồng minh với ai nhỉ? À, nó chỉ đồng minh duy nhất với cái thằng này. Được. Well met, friend. Satan, let your words move me to anger or agreement. Xong. Ready for orders. Tấn công vậy. We take this settlement. Ready for battle. Ready for orders. Ô. Commander. Ready for. Let the war like. Our advance has been halted. Settlement. Rồi. Rất nhanh. Không cần, hai con đoàn là đủ rồi. Đây. Ây da. Ăn đâu nhỉ? Ăn thôi. Các bạn thấy mình đánh nó an nhàn không? Đánh đến đâu là tính đến đấy. Thích đánh vào đâu thì đánh. Ôi, phun xạ kỵ, đánh kiểu gì đấy. Từ nhá. Bây giờ là mình cũng chưa biết cách đánh kiểu gì đấy. Với cái bọn mà phun xạ kỵ này. Với cái bọn mà toàn xạ kỵ này thì cái bọn này thì mình nói rồi, không lên các bạn, không lên đánh ngoài đồng, chỉ có đánh trong thành. Đánh trong thành, nhưng trận này đánh thành thì mình cũng chưa biết đánh kiểu gì. Nó toàn xạ kỵ như này thì mình chưa biết đánh kiểu gì. À, nó có một cái cổng ở bên khe bên kia. Có thể mình sẽ tấn công vào cái cổng đấy. Đúng rồi. Mình đánh thẳng mặt trực diện thì hơi khó đấy. Tấn công về hướng này thì e không. Ừ đúng rồi. Chúng ta có thể tấn công vào từ hướng này thì nghe chừng. Đây. Nó có một cái cổng rất là hẹp. Mà tấn công vào góc hẹp như này thì nó là thuận lợi của chúng ta hơn này. Mình xem tình hình nào. Tấn công vào cổng hẹp thì nó mới thể hiện được, nó mới có thể ăn được, chúng ta mới có thể ăn được. Còn cổng to như là chúng ta dễ thua. Và trận này thì có lẽ là mình không thể công thành theo kiểu kia được, mà mình sẽ phải trèo tường.
Chắc là vậy. Chưa biết đánh kiểu gì. Mấy cái bọn cưỡi ngựa bắn cung này. Tất nhiên chúng ta sẽ phá tháp canh đầu tiên. Mà quân địch ở trong thành nó đông lắm, toàn xạ kích. Mình sẽ lợi dụng cái đạn pháo bắn tháp canh để nó phơi chết cả quân của đối phương. Đây này. Đấy. Chết rất nhiều con ngựa đằng sau. Tháp canh thì chơi chúng phát nào. Vãi cả trưởng. May quá đội này mạnh thiên về cung thủ. Ba mươi phần trăm. Hay quá, chết la liệt đằng sau. Ba mươi phần trăm, mãi chưa sập cái tháp canh. Bắn tháp canh nhưng mà bác nhìn này, xác chết của ngựa đằng sau này, chúng ta không nhìn thấy nhưng mà chúng nó vẫn chết. Bắn cho chúng tí vào. Step Hot Archer. Đấy, đội xạ kỵ của Hung Nô này. Chúng cái tháp canh thế nào luôn. Mình bảo là bắn vào tháp canh mà chẳng nó bắn trúng tháp canh ấy. 76 ở gần sập rồi. Không trúng. Chết nhiều ngựa của nó lắm rồi nhá, nhìn này. Đấy, 170 mấy con này, 180 mấy rồi này. Như vậy là chết mất mấy đội ngựa của nó rồi. Hơn 200 rồi này. 91 phát nữa là sập. Nó có hai tháp canh thôi. The enemy's tower has been destroyed. À đây tiếp. Tháp canh này nữa. Vỡ mất bức tường này nhỉ. Chết rồi, vỡ mất bức tường mình chỉ có thể treo. Có 2 điểm để treo vào ra. Vỡ cả thành. Chết thật. Chèo vào được. 45%. Sập lốt cái tháp canh này nữa thì mình sẽ cho đội quân thủ. Đội quân thủ tiến lên nữa. Chưa sập à? 76, cố lên. Chết khớ khớ quân của nó đằng sau đấy nhé. Chín mốt phát nữa. Quân nó chết cũng khá nhiều ấy. Ôi đừng, còn một phát nữa đấy. Sập đi mà.
đừng trượt nữa. Tôi chết rồi, quả này nó trượt thì vỡ bụng. Trượt thật. Spartans! Không còn lối trèo lên nào. Break the line! Hết rồi. Spear infantry, command. At your command. Orders, understood. Cooked and ready. Đó, cho đội quân bắn nốt đã. Được cái cung của mình mạnh. Ai ôi, thế mà nó bắn thương vong nặng phết là chết nhiều hết rồi. Turning in our favor. Không dễ dàng cho mình đâu. Bắn đốt cho sập cái tháp canh nữa. Cho mấy con ngựa xông ra ngoài. Cháy 100% chưa? Ồ. Thôi rồi, không cần nữa. Bắn bọn xã kỵ ra cho. Rồi, các Spartan rồi. Treo vào. Điểm trợ cho Spartan treo vào đây. Bán cho nó. Cung thủ mình trận này phải làm việc liên tục nếu không là tội. Đúng rồi. Cứ từ từ đấy, đủ bộ quân vào rồi đấy. May quá, đội cung này rất mạnh. Bắn vào đây. Đến speed của nó thì chấp vào mắt luôn. Chào tôi nghe rồi. Mấy con xả kỳ ngáo. Ngựa mình vẫn chiến đấu tốt. Chiếm được cái cổng thành đó. Chơi chết được người đó đi đã. Rồi. Quân ở chó trong thành nó vẫn đông lắm. Rồi, quân thủ lên đây. Quân thủ lên đây. Rồi, kiểm soát được cái vùng này rồi.
waiting. Orders understood. Tình tĩnh không nên giả ra. Bắn vào đây cho anh. Không dễ ăn được chúng nó đâu. Nó nguyên xạ kỵ chỗ này luôn này. Mình có tiến vào mình cũng chẳng đuổi được chúng nó. Quân của mình chỉ có đứng và chờ chết. Vấn đề là khi mình hết tên thì làm sao? Cái nào ôi dồi, mấy Sparta giơ khiên thì đỡ à? Cái phủ mình bắn từ ngoài tường vào. One of our units has used all its ammunition. Thôi xong, một đội đầu tiên đã hết. Tướng phải cho học cái skill để tăng số lượng dự trị tên cho binh sĩ này lên cung thủ thôi. Rồi trận đấu tên. Ây da. Tầm bắn nó rất xa, 181 nên là nó bắn là tuyệt vời. Bộ binh nào. Our hidden units have been discovered. Italian noble cavalry. For glory! Cận chiến luôn. Italian noble. Ấy, hit and run đấy. Hit and run. Rồi. Thôi, không phải đánh nữa. Chắc chắn học tướng nó trong này rồi. Xông lên đây. Ừ, ngựa thì không nên vội. Cái thành này à, tướng nó đây rồi. Noob Hot Archer. Noob Hot Archer. Tướng của nó lại không phòng thủ ở trên kia, nó lại chạy ra đằng này à? Tướng của nó cũng là một đội xạ kỵ, nên mới đau đầu. Đây rồi.
chạy vào đây. Trời, hit and run này rất bực mình. Mình đã bị tháp canh nó bắn rồi. Ra đây, ra đây, ra đây. Đuổi bằng chết nó luôn. Our general is under attack. Ready. Quickly now. Ready. Commander. Rồi, ăn rồi. Men of Italia, to forward! Tóm sống nó luôn. Tóm sống nó luôn. Rồi. Trời ơi. Ôi, xe bắn đá của mình kìa. Mang tiếng là bắn tháp canh mà chết toàn mấy trăm thằng. Nếu chúng ta không diệt được cái đội này này thì chúng ta còn lâu mới có thể vào thành của nó luôn. Đội xạ kỵ nó bắn cho mình tới óc luôn. Nó bắt đầu với bọn xạ kỵ này chỉ có chơi cái kiểu công thành thôi. Thậm chí thương vong của mình cực nhẹ luôn hết. À, thế này phải đưa mấy cái quân đoàn mà có cái đội spy vào đi công mấy cái thành rồi. Nó tên nó mạnh. Bắn tên chất như nước cất luôn. Kraton Archer tuy đắt một chút xíu nhưng mà đắt sắt ra miếng, các bạn thấy không? Các đội lính đánh thuê của mình là đội kỵ binh và đội thủ thủ, đúng là đắt sắt ra miếng. Rồi. Kiểm soát luôn tỉnh này. Bây giờ mới có lên quân đoàn cấp 3 rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.